có biết đây là cái gì không? Không ạ. Ừ, đây là con robot hút bụi và lau nhà. Cô giới thiệu với Dương và các bạn nha. Đây là công tắc nguồn của con robot này. Đấy, nếu mà bật lên đấy có nhìn thấy đèn sáng không? Rồi, bây giờ cô tắt tạm nguồn đi đã nha. Cô sẽ ra làm sao cho Dương và các bạn xem nha. Con robot này có 3 bánh, 2 bánh to này và một bánh 360 độ này. Hai chổi quét này để nó có thể quét được các cái góc của góc và góc của ngôi nhà, hạn những cái chỗ mà nó khó hút bụi ấy. Đấy, để quét ra rất là nhiều rác và tóc đây này. Ồ, nhiều tóc chưa? Cô lật cho Dương xem nha, bên trong là có cái gì nha. Đấy, Dương nhấn vào đây xem nào. Đúng rồi, đấy. Bên trong này là cái hộp đựng rác. Đấy, Dương cho các bạn xem ở đây rất là nhiều rác. Có nhiều tóc, nhiều bụi này. Có bằng nhện đây nhỉ? Ồ, cô không bằng nhện. Rồi đấy, giờ cô sẽ để lại vị trí cũ nha và thử hút rác cho các bạn xem nha. Rồi, giới thiệu với các bạn này, đây và Dương là đây là cái nút khởi động cho con robot. À, trước đấy thì mình phải bật công tắc nguồn nữa. Rồi, sau đó nhấn nút khởi động. Đó, làm chạy vào nút bụi đấy. Các cái chức năng của nó nha, cô giới thiệu với Dương này. Cái hình xoáy tròn này này, xoáy ốc tròn này sẽ là nó sẽ hút tại chỗ luôn. Đầu tiên là mình cũng vẫn phải nhấn khởi động. Sau đó mình nhấn nhấn vào cái nút này để hút tại chỗ. Dương có nhìn thấy hình ngôi nhà này không? Ừ, hình ngôi nhà này thì con robot nó sẽ, khi mình nhấn vào cái nút này, con robot nó sẽ quay về sạc, tự sạc. Nha, cô nhấn nhá. Đấy, nó đang tìm ổ sạc đấy. Dương lui ra, đây là ổ sạc của nó. Nó, nếu mà khi mà mình nhấn vào cái nút sạc về nhà này thì nó sẽ đi rất là chậm. À, đấy, đúng rồi, đã về đúng chỗ rồi. Dương ơi, con robot này rất là thông minh nhá, nó có khả năng cảm biến là nhận diện được là độ cao ấy, nên nó sẽ đi mà không bao giờ bị rơi xuống dưới bậc cầu thang này. Dương nhìn xem nhá, cô thử nhá. Cô sẽ giới thiệu cho Dương chức năng lau nhà nhá. Dương mở nắp hộ cô ấy. Đúng rồi. Sau đó là tháo cái này. Dương thử tháo xem có tháo được không nào. Cô giữ nha. Dương kéo lên. Hơi chậm một chút. Được rồi. Cô đã
đã đổ sẵn nước vào cái hộp lau nhà rồi. Đấy, có các mực nước đây này. Chúng ta sẽ lóc vào đây nha. Rồi, Dương đậy vào cho cô. Mình lau nhà thì mình cần phải thêm một nước nữa. Đấy là gắn cái rẻ lau nhà này vào đây. Dương khởi động như khi hút bụi nha. Oh.